Hoa hậu Ngọc Châu thông báo đi học lại. Mới đây, bộ ba người đẹp là Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Thảo Nhi Lê, Á hậu Thủy Tiên đã xuất hiện trong buổi fan meeting top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Đang nói tại sự kiện, Ngọc Châu đã tiết lộ kế hoạch chuẩn bị đi học đại học trở lại trong thời gian tới. Một kế hoạch nó cũng khá lớn và quan trọng với Châu chính là sẽ bắt đầu lại việc học của mình, cho chính mục tiêu sẽ trở thành một producer chuyên nghiệp hơn một tí. Như iBiz đã đưa tin trước đó, sau màn bóc phốt học vấn và việc tốt nghiệp, Ngọc Châu đã thừa nhận việc cô không thể tốt nghiệp vì quá hạn bảo lưu. Theo đó, trong chương trình Dream of Vietnam phát sóng vào tối ngày 12 tháng 5 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Châu đã có cuộc trò chuyện với mẹ ruột của mình. Và rồi, đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã chia sẻ về những lo lắng, trăn trở và áp lực trong suốt thời gian vừa qua, từ chuyện tăng cân, lập gia đình đến cảm xúc khi diễn cùng mẹ trên sàn thời trang. Đặc biệt, người đẹp 9X đã tâm sự với mẹ về câu chuyện học hành và vấn đề tốt nghiệp của mình. Ngày xưa, con nói với mẹ đã học gần xong, làm thêm khóa luận và đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên, còn một hai đồ án chưa làm nên con chưa thể lấy bằng ra. Vì quá hạn đào tạo, trường không cho con quay lại học tiếp. Giờ con không thể lấy bằng được nữa. Theo Ngọc Châu chia sẻ, thì thời điểm cô dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, do bị cuốn vào việc thi nhan sắc nên cô lơ là, không để ý đến các thông báo từ nhà trường. Sau đó trở về trường thì cô mới biết bản thân bị buộc thôi học do bảo lưu quá hạn đào tạo. Khi nghe con gái thừa nhận điều này, mẹ của Ngọc Châu đã tỏ ra lo lắng bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi con gái giải thích cặn kẽ, thì bà cũng thấu hiểu và động viên con. Như vậy, với việc thông báo quay trở lại học tập thì Ngọc Châu sẽ có thể tiếp tục hoàn thành được nguyện của mẹ rồi đúng không nào?